Và tiếp theo chương trình là một câu hỏi được gửi tới từ khán giả có số điện thoại 0385 và ba số cuối là 587 đến từ Đắk Nông. Khán giả có gửi câu hỏi vào cho chương trình như sau: cây cà phê trồng được gần 1 năm, ở gần đây cây có hiện tượng vàng lá và héo lá, xin hỏi chuyên gia cách phục ạ. Vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái cây cà phê mà mới được có gần 1 năm, nghĩa là chúng ta mới trồng, thì chúng tôi rất nghi là từ giống hoặc là từ đất mà nó có nấm hay có vi khuẩn hay là tuyến trùng mà chúng ta chưa xử lý đất triệt để mà chúng ta trồng. Sợ nhất là cái bệnh vàng lá, héo lá, rụng lá do nấm và tuyến trùng ở trong đất nó gây hại thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó gây ra cái hiện tượng vàng lá chết chậm mà hiện nay chúng ta phải phòng là chính. Nghĩa là nó vì nó là nấm và tuyến trùng ở trong đất, nó lây lan qua nước tưới, qua nước mưa, qua quá trình chăm sóc. Nếu chúng ta không xử lý đất triệt để mà chúng ta trồng cây cà phê xuống thì có thể 1 năm, 2 năm là nó dẫn đến cái hiện tượng là cây nó chết. Thế còn một hiện tượng nữa là nấm, nó gây chết nhanh thì chỉ vài tháng sau là nó chết. Thì đây là nấm Phytophthora, còn cái nấm kia là nấm Fusarium và một số loại tuyến trùng gây sưng rễ. Đấy thì chúng ta có thể kiểm tra. Nhưng mà để khắc phục chung cho cái hiện tượng vàng lá và héo lá thì chúng ta có thể làm như sau: chúng ta vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa bổ sung những cái vi sinh vật có ích mà nó ức chế các cái vi sinh vật có hại trong đất. Ví dụ chúng ta tăng cường bón phân những cơ hoai mục, bón phân lân, bón phân bón vi sinh vật đa chức năng hoặc là nấm Trichoderma, thì tất cả những cái vi sinh vật này và những cái phân bón hữu cơ, trong đó nó là có nấm có ích, có tuyến trùng có ích, nó sẽ ức chế lại cái tập đoàn vi sinh vật có ích gây bệnh vàng lá, héo lá, rụng lá do nấm và tuyến trùng ở trong đất nó gây hại. Thế thì chúng ta mua loại sản phẩm nào thì chúng ta sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Và nếu như chúng ta kiểm tra mà thấy rễ nó bị thối đen do nấm nó gây hại thì chúng ta chưa có các cái chế phẩm vi sinh vật có ích như là Trichoderma hay là phân bón vi sinh vật đa chức năng hay là phân hữu cơ hoai mục, thì chúng ta nên dùng một đợt thuốc hóa học để diệt nấm ở trong đất. Nhưng chúng ta chỉ dùng 1 đến 2 đợt là cùng, bắt buộc chúng ta phải bón các cái chế phẩm vi sinh vật để nó hạn chế bệnh lâu dài cho cây này, vì cây này là cây lâu năm. Đấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc mà người ta khuyến cáo xử lý đất, nghĩa là diệt nấm ở trong đất ấy, thì chúng ta mua, chúng ta phun, ví dụ như thuốc có hoạt chất Iprodi-1 hay là Difenoconazole hay Propiconazole, nhưng chúng ta chỉ dùng đến 2 lần là cùng, sau đó chúng ta phải dừng. Đấy, chúng ta nên tìm các cái chế phẩm sinh học để sau 20 đến 25 ngày thì chúng ta tìm ra cái chế phẩm sinh học có nấm, có vi khuẩn, có xạ khuẩn, có tuyến trùng, có ích, chúng ta bón. Bởi vì trong phân hữu cơ hoai mục thì cũng có rất nhiều nấm và tuyến trùng có ích, nó ức chế lại cái tuyến trùng có hại hoặc các cái chế phẩm mà người ta bán trong hiệu thuốc bảo vệ thực vật đấy. Thì cái phân bón vi sinh vật đa chức năng ấy khoảng 50 đến 60 nghìn một kg, hay là Trichoderma có thể từ 70 đến 80 nghìn một kg. Thì chúng ta mua loại nào thì chúng ta sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất để ức chế cái tập đoàn vi sinh vật có hại mà nó gây vàng lá, héo lá cho cây cà phê. Ví dụ như là nấm Fusarium, nấm Phytophthora, nấm tuyến trùng gây nốt sưng, vân vân, thì chúng ta có thể phòng ngừa lâu dài như thế thì mới được. Và mỗi năm chúng ta phải bón ít nhất từ 2 đến 3 lần các cái chế phẩm sinh học có ích, thì lâu dài nó sẽ hạn chế được cái bệnh vàng lá thối rễ do nấm và tuyến trùng ở trong đất nó gây hại cho cây cà phê. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Cảm ơn khán giả đã gửi câu hỏi vào chương trình và chúc cho khán giả sẽ áp dụng thành công.